Tóm lại một câu á, thì những ông nào mà đã dính đến mấy cái xe thổ tả này thì kiểu đéo gì cũng dở hơi. Nhất trí với nhau là vậy thì mới chạy được xe này. Hello, các ông thích dí giá và bình xăng công hết chưa? Cái clip này thì chia sẻ những cái gì mình biết cho các ông thích chơi và các ông mới chơi, chứ còn ông nào mà chơi lâu rồi thì đi ra đi, đừng có coi coi nó không có gì hay ho đâu. Rồi, đây là Nó là chiếc xe thổ tả và đây là gã dở hơi. Xe này được cái là nó không có chạy nhanh đâu, làm cỡ nào cỡ chạy cũng 100 đổ lại à, mà chạy chi tới 100 vậy, nó rung má, chạy chạy cái yên xe nó rung cái đít má, mắc ỉa lắm luôn á. Nói chung là mình nợ anh em những cái clip mà hướng dẫn sửa những cái lỗi cơ bản, ví dụ như thay lá bố rồi tăng xích rồi mấy cái linh tinh lăng tăng của bô của bủng đồ điện đóm đồ tù lưa tào lao đồ, để cho anh em an tâm đường dài là cứ phải ngủ dọc đường nó mới vui. Nhất trí với nhau là vậy thì mới chạy được xe này.